Bác Chính bác dùng cái chế độ gì mà tội tội oảng lại. Được rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Hàng Nga ở chỗ đấy à, nhỏ như mận luôn. Đứng dịch lên, đứng dịch lên, đúng rồi. Ok, Ni đứng dịch lên tí nữa. Cái yên tâm, cái khoảng cách ở trên rộng lắm. Rồi, anh Chính không nhìn thấy đâu. Anh Chính dịch ở đây, dịch ở đây chị ơi. Dịch ở đây. Rồi, ok. Hàng dịch ở đây cho anh Chính đứng góc đấy đi. Ni đứng hẳn ở đây đi. Thì em đứng ở trên vẫn thấy em bình thường. Yên tâm, Ni đứng dịch vào đây một tí. Thế thôi, chị mọi người đứng nguyên. Ni đứng dịch lên nữa. Đứng dịch lên, đấy, đúng rồi. Ok. Xấu thì anh chỉnh sáng lên.